suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí của Mỹ. Tổng thống Zelensky, Ukraine phải đánh bại Nga để gia nhập NATO. Nga nói đã cắm cờ ở ngôi làng biểu tượng với Ukraine, buộc ép rút quân. Kho vũ khí của Nga còn bao nhiêu tên lửa? Thưa quý vị, kể từ tháng 12 năm ngoái, lực lượng Nga đã tận dụng cơn khát đạn pháo của hệ thống phòng thủ Ukraine để tiến lên mặt trận phía đông gần Adika, thực hiện những bước tiến lớn nhất kể từ những tháng đầu xung đột. Tiến bộ của Nga khiến các quan chức quân sự cấp cao Ukraine cảnh báo về mối đe dọa có thể xảy ra đối với các tuyến đường tiếp tế ở chiến trường phía đông, nơi hiện đang ở rất gần tầm bắn của hỏa lực vượt trội của Nga. Cuộc tấn công được dự báo của Nga vào cuối tháng 5 có thể sẽ đe dọa sự hiện diện của Ukraine ở khu vực Donetsk. Nga đã tung nguồn lực khổng lồ vào hệ thống phòng thủ yếu kém của Ukraine trên khắp chiến tuyến phía đông, hướng tới ba điểm then chốt, trung tâm quân sự quan trọng Poros, phía tây Adika, cao điểm chiến lược cho Sipja gần Bamut và Khurakhovi ở phía đông nam. Vào ngày 17 tháng 2, Ukraine tuyên bố rút khỏi Adika. Bước tiến của Nga không dừng lại ở đó. Trong 10 tuần tiếp theo, các lực lượng Nga dần dần chiếm hết làng này đến làng khác ở phía tây Adika, tận dụng việc Kiev không xây dựng công sự và thiếu hụt đạn dược. Đến ngày 28 tháng 4, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, ông Oleksandr Sitsky, mới thừa nhận sự thất thủ hàng loạt ngôi làng sau nhiều tháng giao tranh. Theo phân tích của CNN, chỉ trong hơn 2 tháng, các lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ nhanh chóng kể từ tháng 7 năm 2022. Cập nhật từ hôm 30 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đang bảo vệ một ngôi làng gần Porosh. Bài phát biểu cùng ngày của Tổng thống Zelensky yêu cầu tăng tốc đáng kể nguồn cung từ phương Tây để tăng cường khả năng của binh lính. Những bước tiến xa hơn của Nga tới Khorakhovy ở phần đông nam của tiền tuyến này có thể gây nguy hiểm cho những lợi ích mà Ukraine đạt được trong cuộc phản công mùa hè. Trong khi đó, ở chiến trường phía đông bắc Ukraine, Nga vẫn thường xuyên bắn phá thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, nhưng cũng đẩy mạnh dọc theo tiền tuyến gần Kupian để tái chiếm lãnh thổ đã được Ukraine giải phóng trong một cuộc tấn công chấp nhoáng vào cuối mùa hè năm 2022. Các quan chức Ukraine cũng cảnh báo công khai về mối đe dọa đối với Chasivja, một thị trấn nhỏ nằm trên một ngọn đồi gần thị trấn Bamut, nơi từng bị Nga đánh bại vào hồi tháng 5 năm ngoái. Trung tá Naja Volosin, phát ngôn viên của lực lượng Khotysia, cho biết các lực lượng Nga đang nhắm tới việc tiến dọc theo con kênh gần Chasipja và chiếm giữ thị trấn để đạt được lợi thế chiến lược đối với các thị trấn quân sự quan trọng của Ukraine gần đó. Theo ông Volosin, nếu Nga chiếm và kiểm soát được Chasipja, Ukraine sẽ gặp vấn đề lớn vì bốn thị trấn nằm dọc theo cùng một đường cao tốc, Kostyanika, Karamatok, Slovian và Dorokika sẽ ngay lập tức bị tấn công và chiếm giữ khi đó Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk. Ông Yuri Fedorenko, chỉ huy đại đội Ukraine tấn công Achilles thuộc lữ đoàn tấn công 92 trong khu vực, cho biết các lực lượng Nga đã nhận ra rằng Ukraine sẽ được bổ sung phòng không và đạn dược từ các gói viện trợ mới của phương Tây, do vậy đã tăng cường đẩy mạnh tiến độ tấn công như hiện tại. Một số đồng minh hoài nghi về việc chấp nhận Ukraine giữa một cuộc xung đột vũ trang, Tổng thống Zelensky nói. Ukraine cần đánh bại Nga trên chiến trường để được gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky tuyên bố. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trước đó đã nói rõ rằng Kyiv không thể trở thành thành viên trong khi xung đột vẫn đang tiếp diễn. "Tôi tin rằng chúng ta sẽ chỉ ở trong NATO nếu chúng ta giành chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ được nhận vào NATO giữa lúc chiến tranh," ông Zelensky phát biểu. Ông giải thích rằng việc kết nạp Ukraine sẽ cần có sự đồng thuận nhất trí của 32 thành viên NATO. Ông Zelensky lập luận rằng một số thành viên không muốn thừa nhận Ukraine trong bối cảnh xung đột vũ trang đang diễn ra vì họ cảm thấy rủi ro, trong khi những thành viên khác chỉ đơn giản là hoài nghi. Vì vậy, để Ukraine được chấp nhận vào liên minh, chúng ta cần chiến thắng. Ông thêm rằng tư cách thành viên cuối cùng sẽ đảm bảo an ninh và độc lập của Ukraine. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg và các thành viên riêng lẻ đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, thì Kiev vẫn chưa được treo trong một thời gian biểu cụ thể. Các nhà quan sát cho rằng nước này sẽ không được gia nhập cho đến khi cuộc xung đột với Nga được giải quyết. Ông Sotenberg, người đã đến thăm Kiev trong hôm đầu tuần này, thừa nhận với Reuters rằng sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí như đã hứa đã gây tổn hại đến niềm tin giữa Ukraine và các nước ủng hộ. Trong khi EU đang chật vật tìm đủ vũ khí và đạn dược để phục vụ nhu cầu của Ukraine, gói viện trợ của Mỹ đã bị mắc kẹt nhiều tháng tại quốc hội do tranh cãi sự chậm trễ này làm dấy lên lo ngại ở kiev khi ông zelensky công khai cảnh báo rằng ukraine sẽ thua nếu tình trạng thiếu đạn dược không được khắc phục giới chức ukraine đã đổ lỗi cho việc giao hàng chậm là nguyên nhân dẫn đến cuộc phản công thất bại năm ngoái cũng như việc để mất nhiều lãnh thổ phía đông vào tay quân đội nga gần đây về phần mình nga cho rằng việc nato tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác quân sự của khối này với ukraine là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột Moscow coi NATO là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và khẳng định Ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập. Một quan chức thân Nga ở vùng Japorizhia cho biết Moscow đã cắm cờ ở làng Robotino, khu vực được xem là biểu tượng cho cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái. Các quan chức chính quyền thân Nga ở Japorizhia, ông Vladimir Rogov nói rằng, lực lượng Moscow đã cắm cờ ở phía bắc của làng Robotino sau khi buộc quân đội Ukraine rút khỏi khu vực này. Các điểm kháng cự nhỏ của đối thủ ở Rabotino vẫn còn, giao tranh vẫn tiếp tục. Quân Nga đã đến vùng phía bắc của ngôi làng, đến các vị trí mà Ukraine đã kiểm soát trước đây và dương cao lá cờ Nga, ông Rogov nói. Theo quan chức này, trong khi phần lớn lực lượng Ukraine đã rút khỏi ngôi làng, một số ít vẫn ở lại để duy trì sự hiện diện tối thiểu. Đây được xem là ngôi làng mang biểu tượng với Ukraine vì nó là một trong số rất ít lãnh thổ mà Kiev giành được trong cuộc phản công bất thành vào mùa hè năm ngoái. Vào thời điểm đó, quân đội Ukraine đã kiểm soát được Robotino nhưng bị Nga tấn công từ cả ba phía để ngăn ép đạt thêm đà tiến. Các cánh đồng bên ngoài ngôi làng được đặc biệt danh là quảng trường Bradley vì có số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy ở đó. Đồng thời, khu vực này cũng là nơi có nhiều xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 do Đức sản xuất bị phá hủy. Cả Bộ Quốc phòng Nga và phía Ukraine đều chưa bình luận về thông tin do ông Rogov cung cấp. Chuyên gia quân sự Anatoly Mavichuk cho rằng Rabotino có ý nghĩa biểu tượng với Ukraine. Sau khi ADKA thất thủ, Kiev càng muốn giữ Rabotino để chứng minh với phương Tây về khả năng của quân đội Ukraine. Đó là biểu tượng về sự kiên định của họ, ông Mavichuk cho biết. Ông Zelensky từng mô tả Rabotino là biểu tượng của phòng thủ và kiên cường. Nếu Nga giành được Rabotino, nó sẽ giúp Moscow nâng cao tinh thần chiến đấu. Nga cũng có thể kiểm soát được đường xe lửa ở khu vực địa phương, ngăn ký ép củng cố thêm các vị trí ở khu vực. Tình báo Ukraine công bố ước tính số lượng tên lửa Jikon, Onyx, Kalib và Kh-69 của Nga cũng như tốc độ sản xuất các loại vũ khí này. Theo ước tính của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, tính đến cuối tháng 4, quân đội Nga có khoảng 40 tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Jikon. Tốc độ sản xuất những tên lửa này lên tới 10 tên lửa mỗi tháng. Ngoài ra Nga cũng sở hữu 400 tên lửa hành trình 3M55, 3M55M Onyx, Onyx M. Tốc độ sản xuất những tên lửa này ước tính cũng khoảng 10 tên lửa mỗi tháng. Trong khi đó số lượng tên lửa hành trình Kalip 3M14 là 270 tên lửa, tốc độ sản xuất là 30 đến 40 tên lửa mỗi tháng. Hiện Nga có 45 tên lửa không đối đất KH-69, tỷ lệ sản xuất là 1 đến 3 tên lửa mỗi tháng. Vào đầu tháng 4, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ước tính Nga có khoảng 950 tên lửa chiến lược chiến thuật, với tầm bắn hơn 350 km. Ukraine cho rằng Nga có thể tiến hành thêm một số cuộc tấn công kết hợp cho đến khi cần tạm dừng để tích lũy nguồn lực. Dựa vào phương thức sử dụng của Nga, qua hai năm xung đột, chúng tôi ước tính Nga có thể tiến hành thêm một số vụ tấn công phối hợp quy mô lớn nữa với sự tham gia của cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vật âm và máy bay không người lái. Thiếu tướng Vadim Skibiski, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết. Theo tướng Ukraine, trung bình mỗi tháng Nga sản xuất vài chục tên lửa. Ví dụ chúng tôi ước tính mỗi tháng Nga có thể sản xuất khoảng 40 tên lửa KH-101, khoảng 40 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Iskander, vài chục tên lửa hành trình Kalib, tên lửa Kinjon, cũng như sửa đổi 6 đến 8 tên lửa chống hạm Onyx để tấn công các mục tiêu mặt đất. Ông Skibitsky cho biết thêm. Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Kirill Budanov cho biết, Nga dường như đang xây dựng kho tên lửa hành trình Kalib. Trong suốt tháng 3, Moscow tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình Kh-101. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ lại thấy các tên lửa Kalib của Nga bởi số lượng tên lửa Kh-101 đã giảm nghiêm trọng, ông cho hay. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại